Chiều ngày 6 tháng 3 đã diễn ra buổi tập đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Do chưa bình phục chấn thương nên Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Trọng Huy chỉ chạy nhẹ ở ngoài với bác sĩ và tập những động tác đơn giản. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dặn dò và hướng dẫn hai cầu thủ rất cẩn thận. Ông không muốn anh vận động mạnh để chấn thương mau hồi phục. Nhưng sau đó cả Tiến Linh và Trọng Huy đều bị đau nhẹ, phải chườm túi lạnh và ra ngoài nghỉ ngơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.